đến với kênh tin tức Sao Việt. Hà Đa rất hy vọng rằng quý vị và các bạn sẽ có những giây phút thật sự thư giãn và thoải mái cùng với chúng tôi. Và quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để có thể cập nhật được những thông tin nóng hổi nhất hàng ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng đến với những tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Mai Phương chính thức chia sẻ về bệnh tình sau 2 tuần nhập viện. Nữ diễn viên Mai Phương cho biết, sau hơn 2 tuần chống chọi với bệnh tật, hiện tại sức khỏe của cô đã ổn định hơn. Nữ diễn viên Mai Phương đã có những chia sẻ vô cùng xúc động sau hơn 2 tuần chống chọi với căn bệnh quái ác đang ngày lấy kiệt sức của cô. Chắc hẳn mọi người vẫn còn nhớ vào sáng ngày 5 tháng 9, thông tin nữ diễn viên Mai Phương phải nằm điều trị ở phòng hồi sức cấp cứu tại thành phố Hồ Chí Minh khiến nhiều người không khỏi lo lắng. Theo tiết lộ từ nguồn tin thân cận, nữ diễn viên cảm thấy khó thở, thậm chí căn bệnh có dấu hiệu di căn vào tim. Nên gia đình đã nhanh chóng đưa cô vào bệnh viện để cấp cứu. Sau hơn 2 tuần nhập viện điều trị, sáng 19 tháng 9, trên trang cá nhân của mình, Mai Phương đã có những chia sẻ vô cùng xúc động. Đầu tiên, cô trấn an với mọi người về tình hình bệnh của mình đã tạm ổn và khỏe hơn sau những giờ phút được cho là bão táp của cuộc đời. Tiếp đến, bà mẹ một con gửi lời cảm ơn và tri ân đến những bạn bè, gia đình, đội ngũ bác sĩ đã cùng cô vượt qua giờ phút sinh tử. Sau tất cả những giờ phút bão táp của cuộc đời, Phương đã khỏe hơn, ổn hơn rồi nhé cả nhà. Thời gian hơn 2 tuần qua, Phương thực sự cảm tạ trời đất và tri ân, biết ơn các anh chị, bạn bè, các em và thầy cùng gia đình đã chạy ngược xuôi, lo lắng và thậm chí cả những giọt nước mắt thức trắng đêm cùng Phương trong những giờ phút sinh tử. Từ sâu trong tận tấm lòng, Phương cảm ơn vô cùng những điều đó, thậm chí đến lúc nhắm mắt cũng sẽ không quên. Cảm ơn con gái của mẹ La Vi. Con là động lực mạnh mẽ nhất để mẹ có thể vượt qua mọi thứ và quay về để được ôm con ngủ như thế này, hạnh phúc lắm. Cảm ơn chân thành đến nhiều y bác sĩ đã không buông xuôi mà chiến đấu tới cùng với chị. Chị cũng xin lỗi vì tính lì và liều mạng của chị nên có sự cố, đảm bảo không bao giờ có lần sau. Dẫu biết cuộc sống vẫn vô thường lắm, nhưng Phương vẫn sẽ cố gắng sống tốt, sống hết mình và bình an, Mai Phương tâm sự. Những chia sẻ của Mai Phương khiến người hâm mộ và bạn bè nhẹ nhõm, cầu mong cho cô nhanh chóng khỏe mạnh trở lại. Nữ diễn viên Mai Phương mắc bệnh ung thư phổi được hơn một năm nay. Một năm qua, sau khi vượt qua được giờ phút sinh tử, Mai Phương trở về cùng với cô con gái đang ngày càng lớn, tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện, cũng như tham gia một số đêm diễn. Tuy nhiên, theo như chia sẻ của Mai Phương, căn bệnh này phải gắn bó cả đời. Các tế bào chỉ có thể ngủ đi trong một thời gian, nó sẽ quay lại bất cứ lúc nào nếu người bệnh không tiếp tục chữa trị.